Lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn đang là dịch vụ sức khỏe được nhiều bậc cha mẹ quan tâm. Máu cuống rốn là một trong những nguồn cung cấp tế bào gốc dồi dào. Chính vì vậy, việc lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn trở thành một bảo hiểm sinh học trọn đời dành cho con. Việc lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn sẽ bao gồm những yếu tố và bước sau. 1. Thu thập, xử lý và lưu trữ. Ngay sau khi sinh ra, cuống rốn và bánh rau được cắt rời khỏi em bé. Các bác sĩ sẽ dùng kim chuyên dụng để hút lượng máu còn lại trong cuống rốn và bánh rau cho vào túi tiệt trùng có chất chống đông. Thời gian thu thập mất khoảng 10 phút. Việc thu thập máu cuống rốn không ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và em bé. Túi máu này sẽ được chuyển về ngân hàng máu cuống rốn để xử lý, tách lấy các tế bào gốc và các tế bào cần thiết khác. Sau đó được đánh giá chất lượng và tiến hành lưu trữ đông lạnh trong nitơ lỏng. Sản phụ trên 18 tuổi có hành vi dân sự bình thường đều có quyền đăng ký lưu trữ mẫu máu cuống rốn cho con mình tại các ngân hàng máu cuống rốn. 2. Quy trình lưu trữ tế bào gốc cuống rốn. Bước 1. Trước khi sinh, mẹ bầu cần đến các cơ sở dịch vụ lưu trữ tế bào gốc để xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe. Bước 2. Ngay sau khi sinh, cuống rốn và bánh rau được cắt rời khỏi em bé. Các bác sĩ sẽ dùng ống tiêm chuyên dụng để lấy máu từ cuống rốn, gọi là máu cuống rốn. Bước 3. Máu cuống rốn được chuyển về ngân hàng lưu trữ tế bào gốc. Các chuyên viên sẽ tiến hành loại bỏ những thành phần thừa, sau đó tinh lọc tế bào gốc và cuối cùng là lưu trữ tế bào gốc. 3. Lợi ích từ việc lưu trữ mẫu máu cuống rốn. Lưu trữ mẫu máu cuống rốn được ví như mua bảo hiểm sinh học cho con bạn. Trong trường hợp con bạn mắc một trong số các bệnh lý như trên, thì có thể dùng tế bào gốc máu cuống rốn đang lưu trữ để điều trị. Tế bào gốc máu cuống rốn của con bạn còn có thể dùng để điều trị cho anh chị em ruột. Xác suất phù hợp hoàn toàn là 25%, xác suất nửa phù hợp là 50% hoặc các thành viên khác trong gia đình, thậm chí dùng cho ai đó trong cộng đồng mắc bệnh khi có sự phù hợp. Nếu trong gia đình bạn có trẻ mắc các bệnh có thể điều trị bằng tế bào gốc tạo máu như đã liệt kê trên thì đây là giải pháp tốt nhất. 4. Hạn chế của việc lưu trữ mẫu máu cuống rốn. Tế bào gốc máu cuống rốn chỉ được dùng để điều trị một số bệnh lý, không thể điều trị được tất cả các loại bệnh. Thời gian lưu trữ tuy dài nhưng không thể kéo dài suốt đời. Trung bình thời gian lưu trữ mẫu máu cuống rốn trong nitơ lỏng tối đa vào khoảng 15 đến 18 năm. Qua đây bố mẹ đã có thể yên tâm hơn về quy trình cũng như độ an toàn của dịch vụ lưu trữ tế bào gốc cuống rốn cho con và có lựa chọn phù hợp, an toàn cho bé.